Việt Nam ơi, Quang Quang. bạn, ok, hôm nay à, Quang thèm trứng gà, thiệt ra bạn, Quang thích ăn trứng gà nhiều. Chị nên làm trứng gà cho vợ tương lai thèm cho bạn. Làm gì vậy bạn? Ghê lắm, tên Quang á, chị Bi nè, đừng nhắm mắt. Ok, bắt đầu nha bạn, đây là 900 gram trứng gà. Chưa mình á, cắt mỏng tay ra đi. Cắt này ra hết hôn bạn không biết sao. Hôn đúng bạn không biết sao đấy nhẹ không các chân gà này Quang đang rúng luôn cắt một chân gà các bạn thì mình rửa vì nước muối đấy đây là sạch sẽ. Rửa vô tay nổi nè rửa cho sạch sẽ nghe bạn được được bình thường cho sạch sẽ. Đây 3 lít nước cho một muỗng muối vô đi bạn. Trứng gà không? Luộc lên 40 phút. Cho nó lôi đi, thoải mái. Ok, 40 phút rồi bạn. Trứng gà vô nước lạnh. Cho ngâm lên 10 phút. Đấy, thì mình làm suốt. Ok, bắt đầu kể nhá. Mình đang làm nước sốt của mình. So, vào vô. Cho 2 muỗng nước mắm đi. 1 muỗng mộc ấm. 1 muỗng đường. 1 tẩy chanh vàng. 1 tẩy chanh xanh. Okay. Cắt vô ngò cài xếp vô một hành tây cắt rồi ngò cài vào. Hành tây á, rửa xong rồi á. Rồi vào, ớt ngón tay. Cho hai cái đi bạn, rửa lại. Vào vô một cái đi bạn không muốn ớt cây là khu mình lạ vào đỏ này. Hai tay cho cái là khu luôn bạn
Ớt xanh nha. Hai tẩy. Ôi trời. Thì thôi các bạn. Bị cái gì thì thôi. Đâu đâu. Xị đấy bạn. Trong nhà mình. Nhìn cái dưỡng mặn ấy. Úi chà. Ok. Cho này thẩm vô. Một tiếng nha. Thẩm vô xong mình bỏ con thịt lạnh á. Đem bia ra. Dầu. Ok. Ok cả nhá. Đây là muối tiêu chanh. Đây là một món vờ tương lai mê giấc bạn. Đây là không biết câu gì không bạn. Đây là trứng gà. Trứng gà. Quang chưa quen ăn trứng gà kiểu này. Quang quen ăn trứng gà dùng tiêm sẩm bạn. Tiêm sẩm là Quang nghĩ là ngon nhất rồi bạn. So đây là một tiếng thẩm mô rồi á. Phải mở một lon kia bạn. Đừng nói về tương lai nghe. Đừng mét nghe bạn. Mình đang dầu ăn đồ môi vợ tương lai thích nhất các bạn nè. Ba xỉ bia nè, cho phế nè đó vô nè, thèm chạy những bạn quá đã. Ê chân gà bạn không biết sao bạn, quan thích ăn nhiều mỹ bởi vợ tương lai mê gì bạn. Ê cảm nghe bạn đó ngon đó vô nè. Thèm chạy miếng bạc. Dữ nè. Quả thơm. Thơm ghê bạn. Thơm gì sơ mà. Rồi sao. Thẻ ngán như là hết hôn bạn. Dùng ý chán dùng do heo các bạn. Vợ tương lai thích ăn do heo. Trứng gà kiểu ni. Chắc vì sao là natural collagen đó phải các bạn. Không biết ăn các bạn. Khó lấy thịt ra. Đó. Có ngả lưng nha các bạn. Quan hệ hôn luôn. Nên dùng hùng rẳng nha các bạn. Hệ hôn luôn. Ok các bạn. Bình thường là quán thích ăn mùi chân gà. Mùi á là phải cánh gà nè, đuôi gà nè, bồng gà nè. Chưa bao giờ trứng gà. Còn thịt cá là nó chưa cá. Vừa tương lai của con á, ăn chân gà gì nè, con này không biết heo gì heo, giò heo á, khởi mình dưỡng bạc, khởi dê sớm bạc, khởi ngõ sướng đúng không ạ. Chỗ mình chỗ gì đó là chỗ chỗ gì đó đúng không ạ. Ăn chặt cảm thiệt đó bạn, ăn gì sơ bạn. Chắc chuẩn bị chưa gói bạn.
lấy chứ. Xong xong phim coi, xong coi phim này á là lấy chưa ăn. Không sao mà còn ok đó bạn, cái ướp là ngon vẫn biết sao. Mà khó chịu ăn. Biết sao mà ăn chân ga phải quen, chuyện này quán chưa quen, thích ăn dim sẵn đấy mà, chân ga dim sẵn, chân ga dim sẵn là ngon. Cũng được bạn, cũng được.